Wait, it's a video? Yeah, hello. This is a video. Hello! This is my PM. Hey. Evening. Xin chào. You're gonna be on YouTube, actually. Oh gosh. I look good enough. Yeah, you look handsome today. I need to get my permission for my videos first. Hey, thì xin chào bạn, bữa nay là ngày GN Party của công ty của chúng. Thì hiện tại là chúng đang ở bên khách sạn New World, ở quận 1. Thì đây là lần đầu tiên chúng ở đây. Thì chúng mới sẽ làm cái mirror lúc nãy mấy bạn sẽ thấy, đúng không? Khi mà bước vào trong, chúng muốn quay từ từ ở ngoài tại cầm máy đi vòng sợi bị giật. Thế ra là chúng vô khách sạn này chúng mới quay. Thì hiện tại là chúng đang ngồi đợi. Thì bữa tiệc chưa có bắt đầu, mọi người chưa đến luôn. Thì đây là chúng sẽ làm một cái đoạn video khác để coi xem là bữa tiệc bữa nay sẽ có những cái gì ha. Cái này à? Vũ mang sao vậy? Vũ mang xong thì xỉu ghê lắm. Yo, what's up? Mời anh trở lại với vlog của Trung. Thì bữa nay là cái ngày tập leg day số 2, là cái ngày tập của cái vlog 1 của giáo án Jeff Nipper ha. Là cái ngày cuối cùng mà Trung sẽ quay về cái vlog 1. Thì sau đó sẽ khoảng vài bữa nữa thì Trung sẽ chuyển sang vlog 2. Okay, thì bắt đầu với bài đầu tiên. Thì mấy bạn thông cảm với Trung là bữa nay giọng Trung đang hơi cảm một chút. Bây giờ cảm quá nên bây giờ mới ra video được cho mấy bạn. Okay, thì bài đầu tiên nó sẽ warm up với lại bài sumo deadlift. Thì bữa nay chúng ta sẽ tập 72.5% của Trung ở bài sumo deadlift là 140kg. Thì thực sự là Trung không có tập sumo deadlift nhiều nên thành ra là cái rep max của Trung chỉ ước lượng so với cái bài conventional của Trung thôi là 140kg. Còn nếu mà để conventional bữa nay thì chắc sẽ rơi vào khoảng 160kg ha. Cái này thực ra thì cũng không hẳn là sumo, nó hơi nghiêng về semi một chút, chứ nó cũng không hẳn rằng sumo là nó đứng rộng ra ngoài hẳn ha. Okay, thì bạn nào tập sumo thì nó sẽ tập với lại bài sumo ha. Thì bài này là Trung cũng đã có quay ở cái vlog trước rồi. Thì cái bài này chúng ta sẽ ráng là dùng cái đùi đạp lên nhiều ha. Thì thực sự là Trung không phải là chuyên gia về cái bài sumo này nhiều, bởi vì Trung rất là ít tập. Thành ra là chỉ có giáo án thì Trung mới tập thôi. Ok, thì Trung sẽ ráng là gồng cái đùi để đạp lên, lóc gối càng nhanh càng tốt, và sau đó chúng ta sẽ lock out. Thì bài này tập trước cái bài squat á, thì nó cũng sẽ khá là được, để nói chung là nó warm up cái đùi lên, nó cũng khá là căng á trước khi chúng ta vào cái bài squat ha. Thì đấy là set nặng của bữa nay.
Ok, thường thì ngày chân thì Trung sẽ sử dụng cái này gọi là cái knee sleeve. Thì nó là một cái, không phải là cái quấn gối nhưng mà nó là một cái sọ gối ha. Thì cái đầu gối chúng ta nó bị lạnh trong lúc mà tập luyện nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì chúng ta nên giữ ấm cái khớp gối chúng ta bằng cách là chúng ta sử dụng cái knee sleeve trong quá trình tập ha. Nó cũng là một cách để tránh chấn thương rất là tốt. Thì đây là chúng ta sẽ squat 67.5% cho cái squat. Thì ở bài này nó đúng giáo án nha. Trung chỉ muốn nói là đúng giáo án, nó là front squat. Nhưng mà thật sự là bữa đó Trung đang bệnh nên Trung cũng không muốn là tập khó cho bản thân. Nên Trung chỉ quay back squat bởi vì là nó dễ tập hơn, nó quen với hàng ngày. Ok, nên mấy bạn nào đang coi video tới khúc này, nếu mấy bạn tập được front squat thì làm thì nhớ là tập front squat giúp Trung. À, còn nếu bạn nào muốn tập back squat cũng được, nhưng mà nhớ là phải tính phần trăm đúng là 67.5% trên cái rep max của cái back squat ha. Nào, chúng ta sẽ đi 8 đến 10 rep okay, ở cái bài này. Thì ở cái bài squat này là front squat ha. Thì Trung cũng rất là muốn quay front squat nhưng mà chắc là để dịp sau vậy. Tại vì là một phần nữa là bữa đây rất là bữa đó đang cảm, nhưng mà Trung vẫn rất là muốn quay vlog, nên thành ra là Trung chỉ lựa cái bài nào mà Trung gọi là dễ tập nhất, giỏi nhất thì Trung sẽ tập bài đó ha. Okay, thì bài squat đây là quá quen thuộc với mấy bạn rồi, nên là Trung sẽ squat 2-3 xuống ATG là ass to grass, nghĩa là cái mông chạm xuống ha, nghĩa là cỏ đó. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ qua bài single leg leg press ha. Bài này chúng ta sẽ đi 3 set 10 đến 12 rep. Ở bài này thì mấy bạn chỉ lưu ý giúp chung là cái mức tạ thôi. Và mấy bạn nên lưu ý là cái mức tạ này nó phải vừa phải một chút ha. Tại vì chúng ta đạp có một chân và cả một cái lượng ký như vậy nó dồn vào cái khớp và cái chân của chúng ta, nên là mấy bạn lưu ý giúp chung cái lượng tạ trước. Nếu mà chưa quen nó sẽ nên chọn tạ nhẹ thôi. Sau đó chúng ta sẽ tập dần dần lên ha. Sau đó mấy bạn có thể dùng một set gì đó để mấy bạn nghiên cứu mức tạ ha. Thì đây chúng ta sẽ đạp một bên là maximum là 25kg mỗi bên. Khá là pump, khá là nặng đó. Thì cái này chúng ta sẽ để cái chân giữa cái bát ha. Rồi ok, sau đó chúng ta sẽ qua bài cable pull throw là 3 set nhưng cho 20 rep. Bài này thì chắc là mấy bạn cũng thấy quen thuộc, bởi vì mấy bạn sẽ thấy trong phòng gym rất là nhiều bạn nữ tập bài này, và các bạn nam thì thấy rất là ít tập bài này ha, bởi vì là nó tác động vào phần glute, nghĩa là phần mông chúng ta rất là nhiều. Nó sẽ tạo ra cái mông cánh bướm, nghĩa là khi mà chúng ta đứng hóp vào thì hai cái cạnh hông chúng ta nó sẽ thắt vô khá là đẹp, nên thành ra là Trung nghĩ là khuyến khích mấy bạn nên tập bài này ha. Chứ cũng đừng nên bỏ ở bài nào hết. Các bạn nữ tập bài này cũng rất là nhiều, và các bạn nam thì đều có được quyền được tập chứ không sao, không phải ngại gì hết. Vì nào cái mông ta lên đẹp, mặc quần cũng đẹp, mặc quần jean cũng đẹp này, mặc quần tây cũng đẹp. Khi mông chúng ta gọi là mông nam mà to thì mặc quần rất là đẹp, nhìn cái form dáng ta lên rất là ok luôn ha. Thì cái này là vào phần glute thì mấy bạn xuống nhớ giữ lưng thẳng một chút ha, đừng có cong lưng quá. Rồi, sau đó chúng ta sẽ qua bài single leg extensions 3 set cho 15 rep. Bài này chúng ta sẽ đá leg extension một chân ha, từng chân như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta focus được vào từng cái chân dễ hơn. Isolate lúc nào nó cũng là một cái lựa chọn rất là tốt để tập cân bằng các nhóm cơ lại, tập cái cân bằng cái độ lượng cơ ở hai bên chân á. Rồi thì cái này mấy bạn nha, muốn mà nó xé cao hơn, ở vlog trước chúng ta có nói rồi là bằng cách là mấy bạn ngồi ngửa người ra, ngồi ngửa cái thân chúng ta nó ngồi xa ra tí, sau đó là để cái bát ở ngay cái phần gọi là
ở ngay cái phần giữa bàn chân với lại cẳng chân đó, và chúng ta duỗi thẳng mũi chân ra với bạn đá lên như vậy thì nó sẽ xé rất là sâu ha. Ok, và sau đó là một cái bài lại hay nữa, đó là bài incline dumbbell legger. Chúng ta sẽ tập cái bài đùi sao. Cái bài này là mấy bạn, chắc là mấy bạn coi mà Instagram của Smith Julian là mấy bạn cũng thấy rồi. Ok, thì ở bài này theo giáo án thì nó không có, nhưng mà nó là cái bài Sweet Lecker. Cái bài đó chúng thấy nó không, nó hơi nữ một chút, nhưng mà nó lại không pump lắm. Cho nên là chúng sẽ đổi qua bài này để cho mấy bạn cảm nhận được cái bài nó tốt hơn. Nhưng mà chúng cũng sẽ lựa chọn những cái giáo án, những cái bài trong giáo án nó phù hợp cho mấy quay. Nên là chúng muốn mấy bạn tập được những cái bài tốt nhất cho cái nhóm cơ ha, chứ không thể nào tốn thời gian cho những bài mà nó không cảm nhận được. Thì bài này cảm nhận rất là tốt ha. Mấy bạn để cục tạ vào giữa lòng bàn chân, và sau đó mấy bạn nằm ở cái ghế tập bụng là incline. Sau đó mấy bạn sẽ curl lên như vậy. Và bài này rất là pump nha, không đùa đâu. Nó rất là tác động đùi sau và rất là kinh khủng. Và rất là dễ chụp rút. Mấy bạn nhớ lưu ý chung là rất là dễ chụp rút bắp chuối và đùi sao. Tại vì là cái đùi chúng ta đã tập lúc nãy giờ rồi rất là căng rồi, nhất là bài sumo, deadlift nè, squat nè, là nó đã pump rồi. Nên tập bài này nó cũng rất là dễ chụp rút. Ok. Đó, cái này thì chúng ta sẽ tip là chúng ta sẽ để giữa lòng bàn chân ha. Mấy bạn đừng để đâu xa quá thì nó sẽ không có tác động được, khó tác động vô đùi sao. Rồi, sau đó là bài cuối cùng của ngày chân bữa nay. Không có gì quá đặc biệt, đó là cái bài bắp chuối, đó là carb raise on leg press 3 set nhân cho 15 rep, rất là đơn giản. Các bạn đạp 20 rep cũng được. Và cái tip ở bài này, lúc nào ở cái tip của bài bắp chuối cũng là phải squeeze và nhả. Mấy bạn nhớ đạp để cái lòng bàn chân của chúng ta, để cái ức bàn chân á dựa vô cái back, và chúng ta sẽ nhón lên và squeeze lại, là siết lại. Tại vì bắp chuối chúng ta không siết thì chúng ta sẽ không thể nào cảm nhận được ha. Okay, mấy bạn nhớ like share. Yeah. Okay, peace out. Hey, what's up mấy bạn? Hey. Hy vọng mấy bạn thích cái buổi tập bữa nay. Thì bữa nay là chúng ta tập cái ngày leg thứ hai trong cái giáo án push pull leg của Jeff Nipper. Thì bữa nay là chúng mới tập về. Thì hiện tại bây giờ đang là 12:30. Thì mới về luôn, mới tập chân. Mấy bạn thấy mới coi xong thì chúng mới về luôn á. Thì giờ là 12:25. Thì đây là cái stack supplement của chúng sau khi tập. Thì giới thiệu cho mấy bạn luôn, thì hiện tại đây là có Impact Whey Protein mùi chocolate brownie, ở đây là có BCAA 411, và ở đây là có omega 3. Ok, thì thường là chung sẽ uống omega 3 sau lúc tập, và chung với lại multivitamin trước khi ngủ. Thì các bạn có thể uống súp sớm cũng được, tại vì cái đó thực sự nó là no timing, nghĩa là không có, ý là thời gian cụ thể để chúng ta phải uống. Thì đa phần supplement cũng vậy, nó không có nhất thiết là phải uống vào lúc nào. Ok, thì chúng sẽ uống whey, ăn nhẹ một cái bánh protein. Nếu như bạn nhớ thì ở trong cái vlog trước của chung thì đây chúng có chuẩn bị sẵn một cái bịch chocolate protein pool ở đây. Thì cái chữ nó rất là bóng, không thấy được, không thấy được đâu. Hôm bữa chúng có review cho mấy bạn rồi, thì đây là một cái viên protein 6g fat, này là 6g fat và 15g protein, 14-15g protein gì á. Okay. Và bịch whey sau này rồi uống vitamin và dầu cá. Okay, thì hy vọng mấy bạn thích cái ngày leg thứ hai. Chúng sẽ làm một cái video để giải thích về cái giáo án này tương đối chi tiết một chút ha. Rồi thì đây là full cái block 1, mới là block 1 thôi. Mình sẽ còn block thứ hai nữa. Cái block á thì là block thứ hai. Okay, thì chúng sẽ chèn cái hình ở đây cho các bạn biết. Okay. Nhớ like, share và subscribe cho channel của chúng. Peace out.